Xin chào các anh các bác đam mê những đôi giày si hiệu đã đến với video ngày hôm nay của shop giày si Sài Gòn nhà em nha. Ngày hôm nay nhà em lên cho các bác rất là nhiều mẫu đẹp các bác ơi, nên là theo dõi video ngày hôm nay và bác nào thích mẫu nào thì cứ nhắn tin qua Zalo này hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em nha. Và shop em thì có địa chỉ tại số 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 của Bình Thạnh ạ. Các bác ở gần thì ghé qua shop em để ủng hộ shop em ấy nha. Đây, đầu video lên cho các bác cho một siêu phẩm luôn. Mẫu này rất là đẹp các bác ạ. Đó, nhìn form dáng của nó đi ạ. Rất là độc lạ nha. Em này thì nó sẽ có cái mũi là kiểu hơi nhọn nhọn. Đó, bác nào mà chuyên đi những em giày thiết kế độc lạ thì đây ạ. Mẫu này đẹp nha. Form của mẫu này, cái phần mũi của nó sẽ là rất là thon gọn. Nên là bác nào mà chân thon ấy, mình đi ok nhá. Size 41 luôn. Cho bác nào đi size 41 mình tham khảo mẫu này nha. Đó, da rất là dày dặn. Màu của mẫu này nó sẽ là một kiểu màu nâu cà phê các bác nha. Đó, ở bên trên này nó được thiết kế phần da cho các bác này, nhìn giống tưởng là kiểu hai lớp da luôn nha. Khá đẹp ạ. Đó, mẫu này rất là lạ luôn. Lòng trong của mẫu này thì cũng là full da nha các bác nha. Thông số đầy đủ, size 41. Các bác nhìn em này như thế này thôi nhưng mà nó khá là nhẹ nhá, không bị nặng. Đó, bộ đế của mẫu này này, trời ơi, bộ đế rất đẹp nha. Nó được thiết kế những cái đường rãnh răng cưa để khi mà mình đi nó dễ, rất là chắc chắn và không bị trơn trượt các bác nha. Đó, mẫu này độ mới rất cao, size 41. Mã chốt đơn của mẫu này B150, shop em đang bán 600k thôi ạ. 600k với một em giày đẹp như thế này. Đó, bác nào đi size 41 thì gọi điện liền cho nhà em nha. Đó, độ mới rất là cao luôn, form dáng đẹp nha. Dạ rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một mẫu da vân nha các bác nha. Đây ạ. Rồi, rất là bóng ạ. Bóng loáng luôn các bác ha. Đây, mẫu này thì được thiết kế da kiểu là da vân nhá. Những cái mẫu kiểu được thiết kế da vân như thế này này thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ có cái độ mới rất là cao và mới rất là lâu bền cho các bác luôn nhá. Không có một cái vết chảy xước gì luôn nha các bác ơi. Độ mới phải là 95% luôn. Đó, em này thì đến từ thương hiệu Tandy của Hàn Quốc các bác nha. Bộ đế cao su này. Độ mòn của phần gót nó khá là thấp luôn ạ. Rất đẹp ạ. Đây, mở cho các bác xem lòng trong nhé. Đó, lòng trong cũng full da, thông số đầy đủ, size 43. Nhưng mà form cũng khá là thon nha các bác nha. Mã chốt đơn B160, shop em đang bán 550k. Với một em nó thiết kế đẹp như thế này các bác nha. Đó, mẫu này các bác đi làm rất là nổi bật, tuy là màu đen nhưng mà cái form thiết kế của nó khá là đẹp nhá. Dạ rồi, em lên cho các bác một mẫu màu nâu. Đó, màu nâu này, ở bên hông thì nó sẽ là màu nâu nhạt hơn, còn phần mũi nó sẽ kiểu long lang, nó đậm hơn một xíu nhá. Da là da bò bóng các bác ha. Đó, em này form dáng công sở. Đó, các anh các bác đi làm, đi tiệc mình đều đeo được luôn nhá. Size 42.5. Bác nào size 42 mình cũng tham khảo được luôn. Mẫu này mới quá luôn các bác ơi. Đó, mới kiểu mới bóng luôn ấy. Bộ đế của mẫu này này cũng là bộ đế cao su, đến từ thương hiệu Tandy của Hàn Quốc luôn nhá. Thương hiệu là đã quá là nổi tiếng rồi. Đây ạ, lòng trong cũng phun ra cho các anh các bác này, thông số đầy đủ và nó có một cái lớp đệm ấy, của bên trong rất là mềm và êm. Đó, nên là khi mà mình đi khá là êm nhá. Size 42.5. Mã chốt đơn của mẫu này B159 ạ. Shop em cũng đang bán 550k. Lòng trong phun ra nhá. Đó, chiếc nào nó cũng đẹp luôn. Bóng loáng nha, mà kiểu không có một cái vết chảy xước gì luôn các bác ơi. Dạ rồi, tiếp theo cũng là một em màu sắc nổi bật luôn. Mẫu này thì là màu vàng bò các bác nha. Trời ơi, nhìn cái form dáng của nó kìa. Các anh các bác mà đi làm đi tiệc ấy, mình phối với lại quần jean cũng đẹp này, mà quần tây cũng đẹp luôn, mà kiểu màu sắc như thế nào cũng được nhá, nhất là những cái quần kiểu sáng sáng màu ấy. Đó, mình đi tiệc rất là sang. Và các bác cũng thấy không ạ, mẫu này nó có một cái điểm nổi bật là nó có cái độ cao ở cái phần gót rất là cao nha, tầm khoảng 4.5 đến 5 phân. Đó, các anh các bác mà có chiều cao hơi khiêm tốn một xíu này, hoặc là đơn giản là mình kiểu có cái sở thích mình đeo những cái đôi cao cho nó tôn dáng, đó, nhìn cho nó sang thì đây ạ. Hoặc là các anh các bác mà đi nhảy ấy, đi học nhảy ấy, thì mình đeo những cái mẫu này cũng rất là đẹp ha. Đó, rất là xinh luôn.
Da thì là màu vàng bò nhá, da bò trơn, cũng có cho các bác những cái họa tiết đây này, đục lỗ đó ở bên hông nữa này. Form quá là sang, quá đẹp luôn. Size 42 ạ. Mã chốt đơn B156 nha các bác. Đó, form đẹp. Em mở cho mọi người xem lòng trong đây. Lòng trong rất là mới nha. Lòng trong còn rất là mới và đẹp. Bộ đế cao. Mã chốt đơn B156, shop em đang bán 600k với mẫu này ạ, size 42. Form dáng rất là thon gọn nên bác nào mà chân kiểu thon ấy mình đeo ok nhé. Dạ rồi, em lên một mẫu giày tem form dáng công sở màu đen đây ạ. Da của em này sẽ là da bò bóng trơn luôn. Đó, các bác nhìn đấy ạ, cái độ bóng của nó rất là cao luôn. Mẫu này độ mới cao nhé. Chưa có một cái vết chảy xước gì này các bác ơi. Da của em này rất là láng mịn nhé. Form thì là bề bề ngang kiểu cũng to, nên là bác nào mà chân bé bé mình đi cũng ok. Form này đi các bác đi thoải mái rộng rãi nhé, không sợ là bị kiểu như chật đâu ạ. Bộ đế của mẫu này là bộ đế da, đến từ Italy các bác ạ. Đây, lòng trong cũng rất là đẹp nhé. Van Bia, thương hiệu Van Bia của Italy nhé, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi. Mã chốt đơn của em này sẽ là B152, size 42, 600k là giá shop em đang bán nha. Giá rất hời luôn các bác ạ. Một em mà có độ mới cao như thế này. Này các bác mua mới thì cũng phải tầm khoảng mười mấy triệu luôn. Tại vì cái phần da của nó rất là dày dặn. Đó, một cái thương hiệu quá nổi tiếng ha. Dạ rồi, em lên cho mọi người một đôi giày da lộn nha. Đây, màu sẽ là màu kiểu vàng bò, giày da lộn. Các bác mà thích cái phong cách kiểu bụi bụi á, đó, mình tham khảo mẫu này nha. Mấy em này mà phối với quần jean này, hoặc là đi mô tô này, đi xe cũng rất là đẹp luôn. Đó, da lộn này, màu rất sang luôn. Bộ đế của mẫu này là bộ đế da khâu, còn rất là mới nhá. Bộ đế da khâu ạ. Wow, lòng trong rất đẹp nha các bác ơi. Đó, lòng trong rất đẹp, thông số còn đầy đủ cho các bác luôn. Size 42, mã chốt đơn B154. Size 42 đến 42.5 nha các bác nha. 600k là giá shop em đang bán. Bác nào mà thích chơi những cái đôi giày kiểu nổi nổi thì mình nên tham khảo cái mẫu này nhá. Lâu quá, bình thường là mọi người hay thấy những cái đôi kiểu giày da thôi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em có một cái đôi giày da lộ như thế này. Rất đẹp ạ. Rồi em lên một mẫu giày lười ạ. Đó, mình mà đi giày tây, mình không thích đi giày tây kiểu bí, sợ cột dây hơi cầu kỳ một xíu, thì mình có thể tham khảo mẫu giày lười. Mẫu này thì là size 40.5. Da là da bò trơn, cũng không có quá là nhiều cái họa tiết hoa văn gì cầu kỳ đâu ạ. Đó, nó chỉ có cái đường may mí ở trên phần mu này. Mẫu này cũng rất là mới nhá, và nó khá là mịn đấy các bác ạ. Da rất là mịn màng. Đây, bộ đế đây ạ. Bộ đế cao su ạ. Form dáng cũng rất là đẹp, độ mòn thấp nhá. Bộ đế này thì đi rất là nhẹ nhàng, không sợ là bị nặng đâu ạ. Dạ đây, lòng trong cho các bác này. Lòng trong cũng phun ra, thông số đầy đủ, size 40.5. Shop em đang bán 550k với mẫu này nhá. Mã chốt đơn B157 ạ. Đây, tiếp tục là một siêu phẩm cho các anh ba các bác đây ạ. Ôi, mẫu này nó vừa nhẹ nhàng này, mà kiểu nó vừa thiết kế rất là rộng rãi và thoải mái, nên là mình đi rất là êm chân và thoải mái nha. Da của mẫu này sẽ là da bò trơn, màu là kiểu màu nâu cà phê các bác ha. Đó, khá là đẹp luôn ạ. Rất là nhẹ nhá. Bộ đế của mẫu này, wow, bộ đế rất mới rồi này các bác ơi. Bộ đế rất mới ạ. Mẫu này có xuất xứ đến từ đất nước Nhật Bản các bác nha. Bộ đế này thiết kế rất là đẹp luôn này, mà nó chưa có bị mòn hay gì luôn. Độ mòn rất là thấp, em chưa thấy một cái vết mòn nha các bác nha. Mẫu này chắc chạm đất tầm 1-2 lần, độ mới quá là cao. Và cầm cái mẫu giày lên nó rất là nhẹ nhàng. Đây, để em mở cái lòng trong ra. Đây, lòng trong cũng là phun ra cho các bác luôn nhá. Thông số còn đầy đủ, tem rồi thương hiệu chưa bị mờ nha. Đó, đến từ Nhật Bản ạ. Khá là đẹp luôn. Size của mẫu này nó sẽ là size 40, size nhỏ. B155 là mã chốt của em này,
shop em đang bán 600k. Dạ rồi, một đôi giày tây form dáng công sở tiếp theo ạ. Màu đen. Ôi, mẫu này độ mới cao quá luôn. Da của mẫu này sẽ là da vân nha các bác nha, những cái vân li ti á. Đó. Rất là bóng và đẹp luôn. Mẫu này thì phần gót của nó sẽ cao tầm khoảng cho mình là 2,5 phân. Bộ đế là bộ đế da khâu nhé. Độ mòn gót cũng rất là thấp. Đây ạ, lòng trong cũng là phun da. Thương hiệu này đến từ đất nước Italy, nước Ý nha các bác nha. Da của em này rất là êm. Mã chốt đơn B151 ạ, 650k. Một em giày quá mới ạ, size 42. Các bác cứ chụp lại màn hình hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho nhà em cũng được nhá. Đó, màu đen này. Dạ rồi, tiếp theo. Ôi, em sẽ lên cho các bác một mẫu. Đây ạ, rất là lạ và đẹp nha. Mẫu này là mẫu cổ cao ạ. Đây, bác nào mà thích đeo những cái đôi mà nhìn nó ngầu ngầu một xíu thì đây bác nha. Mẫu này các bác đi phượt, đi du lịch hết bài luôn ạ. Cổ cao, da rất là mềm và êm nhá. Da của mẫu này phải nói là êm. Size 42. Mũi là mũi vuông nên bác nào mà chân kiểu bè một xíu mình đi cũng đẹp. Đó, form dáng rất là xinh luôn. Nó giống kiểu bút á. Đó. Nó có khóa này để cho các bác mở ra cũng khá là đẹp này. Đây, mở cho các bác xem lòng trong nhá. Đây, lòng trong cũng phun da, thông số đầy đủ cho các bác luôn. Size 42, mã chốt đơn của em này B153. Số em đang bán 600k nhá. Rất là ít những đôi cổ cao như thế này. Đó. Dạ rồi, em lên một mẫu giày tây. Đây ạ, mẫu này mà bác nào mà chân bề hoặc là bề ngang dày chân ấy, mình cũng đi được nhá. Tại cái form của nó cũng khá là rộng rãi và to ở bề ngang này, đó. Mẫu này thì có quá nhiều cái họa tiết hoa văn cho mọi người luôn nên nó rất là tinh tế này các bác nhỉ. Đó, rất là cầu kỳ luôn ha. Những cái họa tiết đục lỗ ở đây này. Bộ đế của mẫu này cũng là bộ đế da khâu nhá. Mẫu này thì có xuất xứ đến từ Mỹ. Khá là mới luôn. Da rất đẹp, size 43. Lòng trong cũng phun da cho các bác nha. Mẫu này mã chốt đơn là B161. Số em đang bán 700k nhé. Một em quá mới ạ. Đây. Mẫu này da đẹp lắm các bác ạ. Kiểu nó sẽ là bóng luôn. Nó hơi đây. Đó, trời rất là bóng nha. Còn mẫu này đẹp các bác ơi. Độ mới của nó phải 97% luôn. Bộ đế da khâu đi rất là chắc chắn nha. Đó, không sợ bị bung đế. Dạ rồi, mẫu cuối cùng em sẽ lên cho các bác một mẫu sneaker. Màu của em này cũng khá là lạ nha. Màu là màu xanh, kiểu xanh rêu các bác ạ. Đó, và sẽ được phối với lại màu vàng bò này. Đó, may rất là đẹp. Đến cái bộ đế của nó sẽ là bộ đế kiểu màu trắng. Đó, nó sẽ phối này, vàng trắng. Nhưng mà cái bộ đế này là các bác đi mà dơ mình về, mình chỉ cần trà nó ra. Khá là đẹp và sang. Đây ạ. Đế còn rất là mới nha, hầu như chưa có một cái đường mòn hay gì hết ạ. Lòng trong cũng phun ra. Mẫu này khá là nhẹ nhàng. Các bác mà kiểu đi thể dục này, đi thể thao mình đeo cũng ok. Đi làm, đi tiệc đều được luôn nhé. Form dáng rất là xinh luôn. Size 39.5 ạ. Mã chốt đơn của mẫu này sẽ là B158. Shop em đang bán 500k. Cái đế của mẫu này nó khá là nhẹ các bác ạ. Dạ rồi, chắc là em xin phép sẽ khép lại video ngày hôm nay ở đây. Em cảm ơn các anh các bác đã theo dõi video và ủng hộ shop em nha. Các bác mà thích thì cứ nhắn tin qua Zalo để được nhà em tư vấn, hoặc là mình gọi điện trực tiếp cho nhà em nha, để nhà em sẽ chốt hàng và đi giày cho các bác, để các bác về có giày đi trong thời gian sớm nhất. Em cảm ơn mọi người ạ.